giùm cho anh nè em ơi. Đây bây giờ em sẽ che hình xăm thử cho quý vị coi nha. Em sẽ che hình xăm. Che hình xăm rất là tốn luôn, thật sự rất là tốn luôn. Đâu gì thấy không? Che là nó sẽ mất liền những gì nha. Nó mất liền, nói chung nó che khuyết điểm cực kỳ tốt. Nên mọi người cần mua thì cứ để số điện thoại dùm cho em. Và nhớ là cái số điện thoại 081 đuôi điện quý vị với nghe máy nha. Đây nó che hình xăm cực kỳ tốt nha quý vị nha. Nó che hình xăm cực kỳ tốt nha quý vị nha. Dạ đây. Mọi người mua thì cứ để số điện thoại dùm cho em. Đây che hình xăm rất là tốt luôn quý vị ơi. À, anh có dự án phim mới gì không? Anh đang tham gia phim Bí Mật Quý Ông em. Đây micro còn chưa tháo ra luôn đây. Tức là nó dán anh 24/24 vậy đó. Đây mọi người mua cái để số điện thoại giùm em. Che hình xăm cực kỳ tốt luôn. Bạn nào mà lỡ đi làm hay đó, hay là đi quân sự đó, mà người ta bắt mà phải coi xăm mình đó là không được á, thì đây là cái sản phẩm cực kỳ tốt để chúng ta che khuyết điểm như gì nha. Sản phẩm là che khuyết điểm chứ không phải che hình xăm. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà muốn che hình xăm thì liên hệ giùm cho em luôn. Giá 315. Và nó khô rất là nhanh quý vị nha, nó khô rất là nhanh luôn, nó khô rất là nhanh và nó thẩm thấu rất là nhanh quý vị nha. Đây, 315.000, 315.000 quý vị nha. Bao nhiêu một cây nhiêu rồi này? 315.000, nó có hai đầu quý vị ơi, một đầu là một đầu kem và một đầu cọ. Khi mà chúng ta đánh lên, chúng ta bắt đầu, chúng ta tán ra, tán đều ra để nó thẩm thấu vô cái làn da của chúng ta nha. Không có, trời ơi, bụng tôi bụng giật lèo không có đâu. Che hình xăm có lỡ nước không sao, không trôi em nha. Nên nó có chắc chống tắm luôn, khi mà xuống hình xuống hồ bơi thì nó không bao giờ nó trôi hết á, nên mọi người hãy yên tâm. Ok, Đặng Thúy Vi một chai luôn kìa em ơi. Cảm ơn em. Thúy Vi ơi, nhớ cái số là 081 đuôi điện em mất máy vậy nha. Lâm cũng khiếp thật, đi đường mà cũng like thiệt. Cảm ơn Bảo Trúc nhiều. Cái môi má ơi, trời ơi, môi dễ thương về hết cây người ta luôn. Dạ, ai nãy kêu em la che hình xăm đó là bây giờ tốn của tôi, thấy chưa? Ví dụ khi mà chúng ta ra sức lên, chúng ta muốn điều hơn một lần nữa, điều hơn da của chúng ta, thì chúng ta phủ phấn thêm một lần nữa nha quý vị nha. Phủ phấn thêm một lần nữa, hợp phấn thì không có like gì nha, phấn là phấn của em xài. Phủ phấn lên. Đó, nó rất là điều màu, cũng như là che được tất cả các hình xăm trên cơ thể quý vị nha. Em làm xăm rất là đậm quý vị nha. Đây, nó che được cái hình xăm trên cơ thể luôn. Nên người mua thì có thể số điện thoại dùm cho em. Mất luôn không anh, mất luôn em ơi. Che thẹo được luôn em ơi. Nói chung da mặt của mình là che được hết luôn.